Chào anh chị và các bạn, hôm nay máy xây dựng Thái Bảo lại tiếp tục review và giới thiệu đến anh chị và các bạn dòng sản phẩm của máy cắt sắt Rakuten. Dòng máy này sản xuất tại Trung Quốc, công suất của nó là 2500W, xài điện 220 do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Xuân Nam nhập khẩu và phân phối. Dòng máy này là nó xuất đi rất là nhiều nước nha anh chị, nên anh chị yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Hiện tại bên cửa hàng Bảo đang bán với mức giá 1.500.000. Với mức giá này và cái công suất máy rất là khỏe thì cái giá này rất là ok cho anh chị xài. Đây là cái con máy của chúng ta. Với cái con máy ở đây là về đường nét của nó thì nó xài cái dây này để giúp anh chị giữ máy để bưng đi bưng lại. Đây là cái phần gác te bảo vệ của máy. Đây là eto của máy. Về thân máy thì nó đúc liền bằng nhôm nha anh chị. Đây bây giờ Bảo thử âm thanh cho anh chị xem. Đây nó là bằng nhôm nha anh chị, còn đây là phần nhựa. Tay cầm bằng nhựa, nó xài tuổi thang nha anh chị. Nó sơ cua cho anh chị một cặp thang riêng nên anh chị không có lo hết thang. Bây giờ Bảo sẽ test máy cho anh chị xem. Máy này chạy rất là êm mà không có rung lắc nha anh chị. Chạy rất là êm, không có rung lắc gì hết anh chị. Phần ghế làm rất là chắc chắn nha anh chị. Rất là dày và chắc chắn. Bây giờ Bảo sẽ cắt sắt thử cho anh chị xem. Anh chị nào mà thích chỉnh góc thì mình chỉnh ở đây. Nếu mà sắt to quá thì anh chị có thể nâng ra nâng vào, đây nó có sẵn 3 lỗ ốc cho anh chị có thể nâng ra nâng vào. Bây giờ Bảo sẽ cắt thử xem chất lượng máy nó như thế nào. Về mặt cắt của nó thì nó rất là vuông nha anh chị. Tại máy cắt này là công suất của nó xài cái vòng tua nhanh nên nó có ít ba dỡ nha anh chị. Hầu như máy nào cũng vậy hết á, chỉ có là máy cắt của luyện hợp kim là không có thôi. Rất là vuông. Hiện tại là bên cửa hàng Bảo đang bán với mức giá 1.500.000. Nếu mà anh em nào mà thích mua máy có thể liên hệ hoặc là nhắn tin qua cái số điện thoại Bảo để bên trái có màn hình. Anh chị nào mà thấy video này hay thì chia sẻ giúp Bảo hoặc là nhấn chuông đăng ký để nhận video tiếp theo. Bây giờ Bảo xin kết thúc video tại đây.